Nền kinh tế sẽ tiếp tục khó khăn, nên chính phủ đã khuyến cáo doanh nghiệp hạn chế mở rộng sản xuất, tránh xa thải lao động hàng loạt. Bất động sản cũng bị ảnh hưởng bởi làn sóng xa thải hàng loạt như thế nào? 1. Thiếu nguồn cung. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và các biện pháp giãn cách xã hội, nhiều dự án bất động sản bị chậm tiến độ hoặc đình trệ. Điều này khiến cho nguồn cung trên thị trường giảm sút, gây khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh và phân phối bất động sản. 2. Giảm doanh thu và lợi nhuận. Do thiếu nguồn cung và sức mua của khách hàng giảm, doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp bất động sản cũng giảm theo. Nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với tình trạng thua lỗ hoặc lãi dòng giảm mạnh. Vậy nên doanh nghiệp đã tái cấu trúc và cắt giảm chi phí để ổn định hoạt động, thu hẹp quy mô và tập trung vào những dự án có hiệu quả cao. Bởi lẽ hiện nay bất động sản đang trầm lắng là các chính sách kinh tế, lãi suất cao nhằm cân bằng tỷ giá do tác nhân bên ngoài chứ không phải là do lạm phát cao, có 4, 5% thì cao cái gì. Lãi suất cao và siết vung tín dụng đã khiến cho nhiều nhà đầu tư không xoay được vốn và bị tâm lý đã khiến cho toàn thị trường trầm lắng. Trên thị trường vẫn có nguồn cung và chính sách rất tốt, nhưng ai mua được vì lãi vay cao? thanh khoản thấp vậy nên cất tiền vào ngân hàng cho khỏe